Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu về việc kinh doanh trên NFT nó có kiếm tiền được nhiều hay không, nhanh hay không, mà nó có rủi ro gì không. Vì sao mình làm cái chủ đề này? Bởi vì mình nhận được một số câu hỏi từ các bạn trên kênh YouTube, các bạn của mình qua Zalo, thì đa phần là những các bạn này nó chưa có hiểu về NFT, chưa có kiến thức về NFT, và các bạn thì mong muốn kiếm tiền nhanh quá, và có thể là các bạn đang gặp vấn đề về khó khăn ở công việc kinh doanh của mình đó, nên là các bạn mong muốn là có một cái ngành nghề gì đó có thể giúp bạn kiếm tiền nhanh. Và các bạn đặt câu hỏi là khi mà em nghiên cứu về cái này thì cái này nó có nhanh được hay không, khoảng bao nhiêu tháng thì em có thể có lời, và nếu mà em làm vậy thì em có rủi ro gì không. Nghĩa là bạn muốn kiếm tiền nhanh nhưng mà bạn sợ rủi ro, và rất là nhiều người họ đang gặp đang trong cái tình trạng này. Và nhiều khi là bạn chỉ muốn là bạn kiếm tiền thôi, chứ bạn thật sự là bạn cũng không có thích cái công việc mà kinh doanh online, bạn cũng không thích công việc mà AC, bạn chỉ muốn kiếm tiền thôi. Nếu mà bạn muốn kiếm tiền nhanh á thì thật sự nó sẽ có rất là nhiều cái ngành nghề khác mà nó có thể giúp cho bạn kiếm tiền nhanh. Nhưng mà để kiếm tiền nhiều á thì không không phải là cái ngành nào mà nó cũng có thể mà kiếm tiền vừa nhiều mà vừa nhanh được. Nếu mà thật sự mà kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh á thì nó chỉ có phải qua một cái quá trình trải qua rất là dài. Nhiều khi đó, mà bạn phải tốn gần cái chục năm á, thì những năm sau này á, năm thứ 11, năm thứ 12 thì bạn mới có thể là có cái nguồn thu nhập thụ động từ cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trước đó. Chính vì vì vậy mà mình trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kể lại cái hành trình của mình đến hiện tại, vì sao mình đã gặp được SC và mình đã chọn SC, thì trước đó mình đã làm cái gì, và hành trình mình nghiên cứu về mặt kinh doanh online nó như thế nào. Thì như các bạn biết đó, thì mình học chuyên ngành của mình là về điện tử viễn thông, mà mình tốt nghiệp ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2000, từ năm 2009 đến 2016 thì lúc đó mình vẫn đang còn ngập lặng. Ví dụ như là mình làm ở Samsung, là Sony, là thời điểm đó thì lương mình tầm mười mấy hai chục triệu rồi, và mình muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập gì đó để mình tăng cái nguồn thu nhập của mình lên để mình phụ giúp cho gia đình. Thế là mình bắt đầu mình mới suy nghĩ về một cái việc gì đó mình nó làm thêm, và mình đã cố gắng mình đi học để mình lấy bằng, để hy vọng là từ cái bằng những cái bằng cấp mà mình học ở bên ngoài nó có thể giúp mình kiếm thêm thu nhập. Đó là bây giờ mình sao mình có một cái bằng là bằng học thạc sĩ ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, là năm 2014 đến 2016. Trong cái giai đoạn đó là mình vừa đi làm mà vừa đi học, mà mình hy vọng với cái bằng đó nó có thể giúp cho mình kiếm được tiền. Và sau khi học 2 năm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên á, thì mình đã lấy được cái bằng thạc sĩ. Và sau khi mà lấy bằng thạc sĩ á, mình đi xin việc á, vẫn bị rớt, bị fail bình thường, và cái tiền lương mình lãnh hàng tháng ở công ty á, nó vẫn là cái mức lương đó, và nó cũng không thể tăng lên được. Thế là mình mới ngồi mình suy nghĩ chắc là mình phải kiếm gì đó mình kinh doanh mình làm. Và ngay thời điểm đó thì mình không có vốn nhiều, chính vì không có vốn nhiều nên mình đâu có thể nào mình mở được một cái quán ăn. Khi mà bạn mở một cái quán ăn mà kinh doanh truyền thống á, ví dụ như là một cái quán ăn hay là một cái quán cà phê, thì bạn phải đầu tư khoảng 100 triệu, 200 triệu. Bạn phải nhập nguyên liệu đúng không? Bạn phải bàn ghế, bạn phải tuyển nhân viên. Thậm chí là bạn phải nghỉ việc thì bạn mới có thể bạn kinh doanh như vậy được. Rồi thì cái việc là kinh doanh truyền thống mà để nghỉ việc và làm cái việc đó thì nó vừa đòi hỏi phải vừa có vốn nữa. Thì mình cũng không thể nào mình đi cái chọn cái hướng kinh doanh đó là kinh doanh truyền thống để mình tăng cái thu nhập lên được. Vậy thì mình vẫn tiếp tục mình làm ở cái việc cái công ty, và mình vừa làm thì mình vừa tìm một cái hướng đi mới. Tại điểm đó mình có bằng thạc sĩ rồi. Vậy thì cái hướng đi mới là hướng đi gì? Thì đến năm 2016 thì tình cờ mình có đi đá banh với một đứa bạn, thì chúng mình cũng đi đá banh và đi ăn uống cà phê gì đó, thì cũng gặp một thằng bạn ở trong lớp. Thì thằng bạn đó thì hồi xưa mình cũng không có thân lắm, mà nó học cùng lớp với mình. Thì ra trường thì nó đi làm ở Mobifone thì được một khoảng thời gian á, nó mới nghỉ công ty Mobifone. Thì mình biết được là tại sao mà nghỉ, mình mới hỏi ủa sao mày nghỉ công ty Mobifone, thì mới nói là hiện tại bây giờ tao đang làm kinh doanh online. Và thì mình mới hỏi tiếp là ủa vậy thì mày kinh doanh online thu nhập nó có ok hay không, nó có cao hay không, mà tại sao mày đang nghỉ việc. Thì lương tại điểm đó thì lương ở Mobifone của nó là cũng khoảng hai mươi mấy triệu, nó cũng khá là cao. Năm 2014 15 gì đó đã nghỉ việc rồi, thì nó mới show ra một cái màn hình kinh doanh của nó trên lúc đó là nên kinh doanh về BOD trên cái nền tảng là T-Screen với SunRock, và nó chạy quảng cáo. Và tại thời điểm chạy quảng cáo và bán về BOD trên cái nền tảng T-Screen SunRock á,
mình thấy nó kiếm được rất là nhiều tiền, và nó show ra cái giá tiền hàng tháng nó kiếm ra từ 10.000 đô đến 15.000 đô, là cái mức thu nhập khoảng 200 triệu một tháng các bạn. Và mình mới nhìn lại bản thân mình đó, ngay thời điểm đó thì mình có bằng thạc sĩ nè, mình cũng đi làm ở công ty lớn nè, rất là nhiều, có danh tiếng, nhưng mà cái mức lương của mình đó là nó cũng tầm 20 triệu trở lại, nó không có nhiều. Mà trong khi đó mình so với cái mức lương thu nhập của nó 200 triệu thì nó đâu đó nó gấp 10 lần. Thế là mình biết là mình đã bén duyên ngành kinh doanh online từ cái việc mà thành công của một cái thằng bạn học cùng lớp, mà mình bắt đầu mình mới hỏi nó vậy thì bạn có thể chỉ cho mình cách làm được không. Thì mình lúc đó thì bạn các bạn có nghĩ rằng cái người bạn cùng lớp mình nó có chỉ cho mình cách làm không? Hoàn toàn là không, tại vì cái việc đó là một trong những cái thời điểm đó là một trong những cái việc kinh doanh mà nó khá là mới và rất ít nhiều người biết. Và khi mà người ta nó làm được á, thường là không có ai mà phải chia sẻ lại cách làm cho bạn. Nếu mà bạn không có cái sự hữu ích hay là hợp tác gì với họ thì không ai mà họ chia sẻ cái cách làm cho bạn. Nhưng mà đâu đó là mình cũng biết được cái bạn đó thì bạn đã kinh doanh online BOD và kinh doanh thân là đảng đó. Thế là mình đã bắt đầu mình nghiên cứu, mình tự làm, mà mình không có tìm hiểu được nhiều thông tin từ cái thằng bạn cùng lớp với mình. Nhưng mà mình cũng qua nhiều lần cà phê với nó thì mình biết là cái nền tảng đó, mình cũng biết mãi mãi thôi. Cái đó mình mới tự mình thử, mình nghiên cứu, mình chạy quảng cáo. Thì lúc ban đầu mình đâu có biết gì về quảng cáo đó bạn, mình chạy quảng cáo mình đăng rất là bậy bạ, và mình hay hay chọn những cái chủ đề về chính trị á. Là vào năm 2017 á, mình chạy cứ mở Facebook mình chạy những chủ đề về chính trị á, là nó sẽ bị fail và nó bị chết tài khoản mà rất là nhiều. Thì khoảng một năm á, thì cũng gần cuối năm 2017 thì mình mới chuyển vào một cái nền tảng khác, là cái nền tảng Merch by Amazon. Như các bạn thấy là trên cái kênh giới thiệu của mình đó, mình có giới thiệu cho các bạn về một cái nền tảng là Merch by Amazon. Thì tại thời điểm mình đã nghiên cứu cái nền tảng đó là vào năm 2017 rồi, và cách tại thời điểm đó thì nếu mua vào cái tài khoản Merch by Amazon đó thì đâu đó nó sẽ tốn khoảng 6.300.000 đô. Và mình nhớ là cái lần đó mình lên cái trang Reddit á, mình mua cái tài khoản của một khách hàng ở bên Philippines. Một lúc đó là cái việc mà mua bán tài khoản nó cũng khá là hiếm, mà mình phải mua từ một cái người ở bên nước ngoài với cái giá là 300 đô, mà mình cũng không biết nó là ai luôn. Mình cứ chắc chắn là lúc đó nếu mà mình lúc mình mua thì nó kêu là mình gửi tiền cho nó đi, thì nó sẽ gửi cho mình cái số tài khoản. Mà vì cái mong muốn mình muốn kinh doanh online nó cao quá nên là mình nó chuyển đại cho nó 300 đô. Và cũng may mắn là nó không có lừa mình và nó tạo tài khoản và nó gửi tài khoản cho mình. Thì đó là một năm 2017 rồi mình đã chính thức mình nghiên cứu về cái nền tảng Merch by Amazon. Thì bạn thấy là nó có rủi ro hay không? Nó có rủi ro đúng không? Nhưng mà chính vì cái sự là mong muốn làm và học nhiều nên mình chấp nhận cái rủi ro mà mình đã thử nó, và cuối cùng mình không có bị vấn đề gì đó. Thì sau khi khoảng một năm mình nghiên cứu về mặt Amazon, mình cũng lập team lập nhóm đồ với những cái đứa bạn của mình, và mình cũng không thành công, và cũng tốn được một khoản tiền ha. Và cái kết sau năm đó thì mình đã biết được cái ngành mặt Amazon mặc dù là mình không thành công. Đến năm 2018 á, thì mấy đứa bạn mình nó bỏ cuộc hết, nó không thằng nào làm mặt Amazon nữa, thì chỉ còn mình thôi. Mấy đứa kia thì nó bắt đầu nó đi ra nước ngoài, thằng đi Canada, thằng thì tập trung vào công việc nên tụi nó không có làm ở Amazon nữa. Nhưng mà mình vẫn làm. Năm 2018 thì mình tự mua tài khoản về Merch by Amazon mình làm. Và chính vì việc mà thích làm về Merch by Amazon nó cho mình một cái kinh nghiệm là mình biết cách thiết kế về quần áo, về BOD. Tại vì Merch by Amazon là một cái nền tảng cho bạn up những cái mẫu thiết kế của mình lên bán trên Amazon đó. Thì lúc đầu mình thích up lên bán nó đâu có sale đâu, nghĩa là mình phải chỉnh sửa cách thiết kế, kỹ năng thiết kế, cái cách tìm trend như thế nào, và mình up lên thì từ từ bắt đầu nó có sale, và nó sale nó cũng ra, và càng ngày nó càng tăng lên. Thì chính vì việc kinh doanh mặt by Amazon nó cho mình cái kinh nghiệm về thiết kế. Và năm 2018 đến, mặc dù là nó có thể là kết luận là cái việc là mình bán mặt Amazon nó cuối cùng thì nó cũng là fail, tại vì cái doanh thu này nó không có cao mà nó không giải quyết được cái vấn đề mình muốn có cái thu nhập nó cao hơn. Nhưng mà đâu đó thì nó cho mình một cái kinh nghiệm. Như vậy thì bạn thấy là từ năm 2016 đến năm 2018 mình đã bắt đầu mình đã tìm hiểu về kinh doanh online, là mình làm chạy quảng cáo Facebook BOD, bán trên Amazon, mặc tự thiết kế, mua tài khoản lung tung hết đó. Lúc đó là giống như bạn newbie á, là dọc rất là nhiều. Đến năm 2019 thì cái thằng bạn mà
kinh doanh online trước của mình, nó học cùng lớp mà nó thành thành công á, thì lúc đầu lúc đó thì nó mới thấy mình đã chịu nghiên cứu, chịu tìm tòi, thì nó bắt đầu nó mới chỉ mình cái cách chạy quảng cáo Facebook như thế nào, cách lập tài khoản làm sao. Thế là mình đã chọn một cái nền tảng kinh doanh BOD trên cái nền tảng là Motify, đó là một cái công ty đó là Motify, thì mình chạy quảng cáo thì cũng ra được vài trăm đơn, nhưng mà cuối cùng là chạy quảng cáo nó cũng fail. Tại vì như các bạn biết đó, là cái thời điểm 2016 á, là cái thời điểm lúc đó ngành kinh doanh BOD nó phát triển và nó mới, thì lúc đó là có lời rất là nhiều. Nhưng mà đến thời điểm mà 2019, mà khi 3 năm sau, mà lúc mà thằng bạn nó chỉ mình là cái định việc mà kinh doanh quảng cáo trên Facebook nó đã khó khăn hơn rất là nhiều. Nếu mà mình đã tại điểm 2016 mà nó chỉ mình thì mình đó có thể là cơ hội thành công nó cao hơn. Nhưng mà đến 2019 thì cái việc mà chạy quảng cáo Facebook nó rất là khó, mà nó dễ bị chết tài khoản, nó không còn ngon như trước nữa. Nên là mặc dù là bạn mình nó chỉ mình đó, nhưng mình cũng học được kinh nghiệm là chạy quảng cáo Facebook như thế nào, cách tìm thiết kế, tìm trend BOD mà làm theo cái hướng đó là như thế nào, nhưng mà vẫn không thành công đó. Thì đến năm 2020, một năm sau nữa, thì mình đã có kinh nghiệm thêm. Nhưng mà bắt đầu ngay tại điểm này, sau khi mình đã có kinh nghiệm nhiều đó, thì thằng bạn mình đó, nó mới đề xuất là bây giờ tao với mày làm chung, nó không còn chỉ mày bình thường nữa, mà bây giờ tao sẽ chỉ mày mà mày làm chung với tao luôn và chia lợi nhuận. Thì bà lúc này thì mình cứ kinh doanh trong cái nền tảng khác, là mình chạy BOD quảng cáo, cũng quảng cáo Facebook, nên mình bán ở thị trường Brazil. Mình nhớ cái nền tảng đó là gọi là Mercado, nó cũng là một công ty con của Motifi á, và nó thành lập một website, một platform riêng để bán cho thị trường Brazil thôi. Và sau khi mà mình hợp tác với bạn mình mà bán trên thị trường đó, mình cũng bán được cũng mấy trăm sale, cũng cũng gần cả ngàn sale á. Nhưng mà đến tổng cái lợi nhuận thì vẫn bị fail, vẫn không có lời, và thời điểm đó mình nhớ là lỗ 2 mấy 3 ngàn đô. Nhưng mà do mình đi làm ở công ty là mình không có tiền nhiều, nên là những cái chi phí đó là do bạn mình nó gánh. Như vậy thì cái lần hợp tác này á, lần hợp thứ hai thứ nhất này là fail, mặc dù là bạn mình đã hỗ trợ mình nhận thiết kế nó, nhưng mà cái ngành kinh doanh này lúc thời điểm này nó chạy bằng cái Facebook nó khó quá, nó vẫn bị fail. Nhưng mà mình cũng thu lại rất là nhiều kinh nghiệm về cái mảng về BOD, motif, thiết kế như thế nào, chạy quảng cáo như thế nào á, cách mà đặt cái designer như thế nào. Đó là những kinh nghiệm mình tích lũy của những cái năm trước. Sau đó thì chính vì fail đó mà không còn tiền nhiều nữa, thì mình mới bắt đầu mình chuyển qua cái công ty, mình nộp đơn nghỉ việc mà mình chuyển qua cái việc mà kinh doanh bên ngoài một khoảng thời gian nữa. Sau đó mình lại đi làm, rồi sau khoảng một thời gian khoảng chừng 1 năm mấy sau á, thì cũng thằng bạn đó nó mới có một cái hướng mới. Lúc đó thì hướng này nó là về cái hướng AC các bạn. Thì năm 2021 thì AC nó bắt đầu mang nhen nhóm ở Việt Nam, và những người nào mà có kinh nghiệm về kinh doanh online á, trên nền tảng BOD thì họ rất là nhạy bén, mà họ thấy AC họ nhảy qua liền. Và tại điểm đó bạn mình cũng là một trong những người mà đầu tiên thì họ kêu mình qua làm chung AC với bạn mình. Thì từ tại thời điểm 2021 thì mình đã bắt đầu mình kinh doanh trên nền tảng AC, và năm đầu tiên mình đã bán được 700 sale trên nền tảng AC. Chính giờ vì những cái kinh nghiệm mình đã tích lũy trước đó về BOD, chạy quảng cáo Facebook như thế nào, cách đặt design như thế nào, cách nhìn một cái mẫu như thế nào nó ra sale, mà năm 2021 mình đã tham gia cái nền tảng AC nó trơn tru hơn, nó nhanh hơn. Nhưng mà trong cái năm 2021 đó mình vẫn fail, là với một cái lý do là có một cái mẫu thiết kế nó bị kiện, bị report do vi phạm trademark của một cái họa sĩ họ kiện, nên dẫn đến là cái việc đó mặc dù fail, nhưng mà cái thành công đầu tiên á, là bắt đầu đã có lời. Sau khi mà chia hết những cái chi phí thì cái lần đầu tiên mà kinh doanh trên AC đó mình lời khoảng được 50 triệu đó, 50 triệu đó, mặc dù là cái tài khoản nó bị khóa. Nhưng mà đúc kết lại là cái việc mà lại nhận á, vẫn lời, cái tài khoản nó lời 50 triệu. Như vậy thì qua một quá trình kinh doanh nghiên cứu rất là dài, từ năm 2016 đến năm 2021 thì mới bắt đầu biết được cái đồng lời kinh doanh online đầu tiên trên NSC, mặc dù là fail. Sau đó thì mình qua một công ty khác, hiện là cái công ty hiện tại là Toshiba, mình làm một khoảng thời gian, sau đó mình mới có được cái đồng vốn
Sau đó mình lại làm lại SC, mặc dù fail rất là nhiều lần trước đó nhưng mà mình vẫn làm lại. Thì năm 2022 bắt đầu mình mới thu thập những thông tin tài khoản của người thân này nọ, sau đó mình tạo lại tài khoản, rút kinh nghiệm những lần fail của 2021 trên SC do vi phạm bản quyền. Thì năm 2022 á, đầu năm 2022, cuối năm 2021 mình đã mở lại những cái shop SC mình bán, mình làm, và mình lần này quyết tâm là mình không vi phạm bản quyền nữa, tất cả những cái mẫu thiết kế này đều là bán sạch hết. Và sau khi tạo gần 50 mấy tài khoản SC thì mình đã còn sót lại khoảng 7-8 tài khoản, và mình đã build những 7-8 tài khoản đó đến hiện tại bây giờ, và có những cái shop nó được mấy ngàn sale. Và chính vì những cái lần mà kinh doanh trước nó có rất là nhiều lần fail và thất bại nên là cho mình kinh nghiệm rất là nhiều, mình đã chia sẻ từ những kinh nghiệm, từ những cái thành công NSC những năm gần đây, từ năm 2002 mà mình đã tạo ra cái mũi kênh YouTube, mình chia sẻ lại các kinh nghiệm này cho các bạn, chính là nhờ kiến thức mình đã nghiên cứu rất là nhiều năm, từ năm 2016 đến nay. Nên là bạn thấy là cái câu hỏi của nhiều bạn mà nhắn cho mình đó là anh có thể là hướng dẫn cho em, nhưng mà anh hướng dẫn sao mà cho em á lời nhanh, thiệt là nhanh và em mà nó hiệu quả. Và cái thứ hai là cái này á nó có rủi ro nhiều hay không, có nghĩa là bạn đặt một câu hỏi đầu tiên là bạn cần cái tiền lời, câu hỏi thứ hai là bạn sợ rủi ro. Thì nếu mà đối chiếu nhìn lại bản thân của cái người của mình đó, cái người mà chia sẻ cái kinh nghiệm cho bạn á, bạn thấy là mình kể cả một cái hành trình rất là dài, từ năm 2016 đến hiện tại mình đã fail rất là nhiều và mình không có bỏ cuộc, và mỗi lần fail mình rất là biết ơn là mình đã học được rất là nhiều cái kinh nghiệm. Thì từ những kinh nghiệm đó thì mình mới đạt được cái kết quả như hiện tại. Nên là để mà có thành công á thì bạn có phải là bỏ ra rất là nhiều và trải nghiệm nhiều. Thì chính cái việc mà thất bại trải nghiệm đó thì bạn mới có được những cái kinh nghiệm mà bạn mới rút ra được cho thành công. Mà cái thành công như vậy nó mới rất là quý giá, quý báu. Còn cái việc mà bạn muốn làm nhanh, hiệu quả nhanh thì bạn thấy chỉ có những công việc mà tay chân thôi. Ví dụ như là phụ hồ, mình đi làm ở một cái việc phụ hồ trong vòng 24 giờ là mình sẽ có tiền nhanh đúng không? Hoặc là mình chạy Grab, mình chạy Grab thì trong vòng 1 tiếng 2 tiếng như đó là mình sẽ có tiền Grab rồi đúng không? Thì nó sẽ là nhanh. Nhưng mà cái việc gì đó mà kiếm tiền nhanh nó thường á, là nó sẽ dễ và nó không có nhiều tiền, hoặc là nó vi phạm pháp luật thôi, giống như là đi buôn 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 lậu hay là đi buôn mấy cái loại mà bị cấm á, thì bạn mới có được cái tiền nhanh thôi. Còn kiếm tiền mà chân chính mà kiếm tiền nhiều á thì nó phải có kinh nghiệm mà nó có trải nghiệm. Mà mình thấy được này nó là một cái việc giống như là có rất là nhiều người là ví dụ cho các bạn thấy họ sẽ trải qua rất là nhiều thì họ mới có được sự thành công. Thì hy vọng là sau cái việc mà mình chia sẻ cái hành trình của mình kinh doanh online này, để bạn có một cái là một cái tham khảo để mà các bạn đối chiếu lại cho mình ha. Như bạn thấy là ngay từ lúc đầu á, khi mà mình kinh doanh thì bản thân bạn là phải là người nỗ lực. Khi mà bạn nỗ lực thì bạn mới có kinh nghiệm, và khi mà bạn bị đuối á, mà bạn nỗ lực và bạn bị đuối thì ngay thời điểm đó nếu mà bạn cố gắng thì sẽ có một cái người sẽ giúp bạn, giống như là một người thầy của bạn á. Nhưng mà trước khi mà có một người thầy giúp bạn thì bạn phải là một người nỗ lực. Nên là người ta mới nói có câu là khi mà bạn sẵn sàng thì người thầy nó mới xuất hiện, còn khi mà bạn không sẵn sàng thì bạn có kêu la như thế nào thì cái người đó cũng không thể nào giúp bạn được. Nghĩa là bạn phải là người nỗ lực và cái người đó họ thấy bạn xứng đáng để mà người ta chia cái bàn tay ra, người ta giúp bạn, thì lúc đó thì mới có người thầy mới chỉ bạn được ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.